Không quân Thái Lan sẽ tặng Việt Nam một tiêm kích F-16. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2014, trang mạng Thái Arm Air Force.com đăng bài viết Wings of Friendships VBAFs MEG21 for RTAF, tạm dịch là những chiếc cánh của tình bạn, không quân Việt Nam trao tặng MIG-21 cho không quân Hoàng gia Thái Lan. Bài viết còn cho biết thêm, không quân nhân dân Việt Nam đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẽ gửi tặng Không quân Hoàng gia Thái Lan một máy bay tiêm kích MiG-21bis để trưng bày tại Bảo tàng Không quân Thái Lan ở Đôn Mường, để được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa không quân hai nước nói riêng cũng như nhân dân Việt Thái nói chung. Chiếc chiến đấu cơ MiG-21bis SAU số hiệu 5202 sẽ được chuyển giao nguyên vẹn bao gồm cả động cơ, bình dầu phụ cũng như toàn bộ hệ thống vũ khí, ngoại trừ khẩu pháo 23mm. Sau đó đến ngày 15 tháng 7 năm 2014, chiếc MiG-21 nói trên đã được vận chuyển tới sân bay Đôn Mường. Các cán bộ, kỹ sư của nhà máy A32 đi theo đoàn đã lắp ráp hoàn chỉnh rồi bàn giao cho phía Thái Lan. Khi đó rất nhiều tờ báo trong nước cũng đã đưa tin về sự kiện này. MiG-21 năm 2002 là chiếc tiêm kích đầu tiên mà Thái Lan nhận được trong chương trình hợp tác trao đổi giữa không quân các quốc gia thuộc khối ASEAN để đáp lễ bạn cũng sẽ gửi tặng lại chúng ta một máy bay đã ngừng hoạt động và trong tình trạng tốt để trưng bày tại một trong số các bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng quân sự việt nam Vậy trong trường hợp này, Việt Nam nên bày tỏ mong muốn và có khả năng được tiếp nhận chủng loại máy bay chiến đấu nào của Thái Lan đây? Do hoàn cảnh lịch sử, trang bị của không quân nhân dân Việt Nam và không quân Hoàng gia Thái Lan có khá nhiều nét tương đồng. Cả hai đều đã từng vận hành những chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất như F-5, A-37, cho nên chắc chắn chúng ta không có ý định đề nghị bạn chuyển giao các loại trên vì ta chẳng hề thiếu. Ứng viên sáng giá nhất có lẽ không còn ai khác ngoài F-16 Fighting Phan Công, do đây là loại tiêm kích mà Việt Nam không được trang bị, trong khi Thái Lan lại có rất nhiều. Theo ước tính, vào thời kỳ cao điểm, không quân Thái Lan sở hữu tới gần 60 máy bay F-16. Sau thời gian dài khai thác, từ đầu thập niên 1980, đã có khoảng 15 chiếc nhận sổ hưu, và một vài trong số đó được đưa vào bảo tàng. Trong khi đó số còn lại chuyển sang trạng thái lưu trữ chờ xử lý, cơ hội để tung cánh trở lại bầu trời là cực thấp, gần như là không có. Nếu đàm phán thành công và phía bạn đồng ý tặng cho chúng ta một chiếc F16 đã ngừng hoạt động thì bộ sưu tập máy bay của bảo tàng Phòng không Không quân sẽ có thêm làn gió mới. Tiếp nối sự kiện, hai chiếc cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22M vừa được vận chuyển ra khu trưng bày. Sự có mặt của F-16 sẽ giúp cho du khách thỏa ước mong chứng kiến tận mắt chiếc tiềm kích hạng nhẹ hàng đầu thế giới và cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí thay thế MiG-21 của Việt Nam. Đây thực sự là viễn cảnh rất đáng để trông đợi.